Và lời nói đầu tiên thì Ngọc Châu cũng xin chúc cho quý khách một lời chúc sức khỏe và tăng thương và trân trọng nhất. Và để liên tục chương trình thì Ngọc Châu cũng xin thăng tặng một lớp trích đoạn cây lưỡi được mang tên Tình yêu sau vũ trường. Thôi anh hãy đi về và biệt kể từ đây, còn liên lu làm chi, còn giận dương làm gì, ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình mới biết. Chuyện tình đôi ta anh hãy xem là quyền thôi, anh hiểu giùm em nào ước muốn giao xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tình đâu. Và Ngọc Châu cũng xin cảm ơn tấm chân tình những tràng vỗ tay, và đặc biệt cũng xin cảm ơn những người dì và những người chú, người anh đã tặng cho những kết quả thân thương. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, xin được thay lời tiếng hát em Châu xin chân thành cảm ơn rất nhiều những tình cảm quý báu đó cùng thể quý vị rất là nhiều.